Mô hình nuôi lươn mới. Chào các bạn, hôm nay mình quay chia sẻ. Hôm nay là ngày 20 các bạn, ngày 20 tháng 2 năm 2022. Mình quay chia sẻ cái thao lươn của mình, lươn mà mình ép ra được đó các bạn. Cái mẻ này là mẻ cuối cùng. Hôm nay nữa thì nó được 2 tháng rưỡi, 2 tháng rưỡi, gần 3 tháng rồi các bạn. Mình quay chia sẻ các bạn nha. Bây giờ mình cho nó ăn nha các bạn. Nó ăn thức ăn viên luôn rồi các bạn. Đây này, nó còn không có lớn đó. Đó, đây. Cho nó ăn thức ăn viên nha các bạn ha. Nó sáng quá, nó không dám ngồi lên. Bây giờ mình quay này. Đó, nó ăn rồi đó. Cái này mình cho ăn 2 ly luôn rồi. Nó ăn luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy con lươn, nó cũng không lớn lắm đâu. Nó hơi chậm, làm như đợt sau cùng nó chậm các bạn. Thấy chưa, ăn rồi các bạn. Ăn mê à. Chút xíu mình thay nước đó, mình quay cho các bạn xem luôn. Nó hơi tối các bạn ha. Đó, nó nhỏ nhỏ, nó ăn thì ăn viên luôn rồi. Ăn được thì ăn viên. Cái này mình đang quay trong cái thao đó các bạn, thao bự. Bây giờ nó ăn. Này còn khoảng 200 con các bạn. Mẻ này mẻ cuối cùng. Đợt đó mình vớt hai ổ nhưng mà nó eo ọt quá. Cái đợt sau. Cho nên nó còn khoảng 200. Các bạn nhìn thấy. Cực sáng. Nó ăn thức ăn viên 2 ly luôn các bạn. 2 ly mà của cá chẽm ha. Cá chẽm nó ăn được. Còn của cái loại thức ăn khác á mà 2 ly là nó bự. Còn thức ăn cá chẽm UB đó là 2 ly là nó mới lớn nè. Nó vừa cho mấy con lươn này ăn luôn các bạn. Các bạn nhìn thấy rõ ha. Đó. Ăn luôn thì ăn này luôn rồi, 2 ly. Bên kia đi. Ăn quơ. Nó kiếm đó. Mình cho nó ăn thì nó ăn gì đó. Nó sáng quá nó ăn. Tối chút xíu nó ăn dữ lắm. Nó hơi nhát các bạn. Chút xíu mình thay nước, mình quay chia sẻ các bạn luôn nha. Giờ mình tiến hành thay nước rồi các bạn. Các bạn thấy phân không? Phân nó thải ra nè. Bây giờ mình dùng cái ống mình hút, tại vì hiện nay còn trong thao các bạn. Mình hút phân nó ra hết, hút nước luôn, hút từ nào khô xong rồi mình châm nước mới vô. Để mình hút hết phân này rồi mình dở dây nó ra cho các bạn xem ha. Thực ra nó cũng gần 3 tháng nhưng mà nó chậm lớn các bạn. Tại vì cái đợt này là cuối, đợt chót. Cho nên mình cũng không biết tại sao, có thể nó là cái vấn đề sau nó không bao giờ đạt được những cái tốt. Thường là vậy các bạn. Cái gì cuối rồi thường là nó không có tốt lắm. Cho nên cái lượng lươn nó hơi nhỏ, nó không có phát triển được giống như lần trước. Nếu lần trước thì mình có quay chia sẻ các bạn thấy rất là mau lớn luôn. Còn đợt này nó hơi chai lại nó không có lớn. Các bạn. Đó. 2 tháng mấy nha. Mình
dỡ dây bao lên ha các bạn ha. Mình thấy nó tương. Này có khoảng 200 thôi các bạn. Nó còn nằm trong dây bao mới nữa. Chạy ra đường ống. Ống hút nước. Đó các bạn thấy không? Nguyên này 2 tháng rưỡi. Trên 2 tháng rưỡi chục. Có con này nó hơi to. Này là cái mẻ cuối cùng đó các bạn. Mình vớt 2 ổ. 2 ổ được nhiều con. Nói chung nó cũng hơi nhiều nhưng mà nó cũng hao. Được sao nó hao. Đó, cái này mình nuôi làm đương mẹ luôn. Nếu các bạn mình chia sẻ cái nguồn lương giống cái mẻ cuối cùng của mùa vụ đó các bạn. Mình không có tạo cái môi trường tự nhiên giống như cái môi trường nhân tạo đó, giống như mình kích nước các bạn. Mình không có làm cho nên mình đợi tới mùa mình mới thu thôi. Tại nguồn lương đồng nó cũng đẻ theo mùa. Còn mình sử dụng cái lượng nước mà mình kích, có nghĩa là mình làm cái vòi nước tưới, vòi phun hoặc là cắt nước vậy đó, thì các bạn có nhiều cái khâu. Hôm nay mình thì mình không có làm cho nên cái nguồn lương đẻ nghịch mùa mình chưa có tạo được. Mình đẻ đúng mùa mình mới sử dụng, ép lấy con để mà mình phát triển, mình nuôi thôi. Thì chắc video hôm nay mình chia sẻ các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi.